chào các bạn nha. Bữa nay mình đi tiếp làm sạch cơ thể với những trái cây, đi sâu vào từng bài. Bây giờ ta đi trái mâm xôi mộng Hà Nội, cái mơ nho Mỹ đỏ, rồi táo Mỹ, rồi thơm, rồi diệp quất, trái diệp quất nha. Tôi đi luôn vô bài nha các bạn. Trái mâm xôi đặc tính dinh dưỡng là rất giàu chất xơ, vitamin C và mangan, khá folate, vitamin B2, vitamin B3, magie, kali và đồng. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa, chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng, carotenoid như alpha caroten, beta caroten, lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh. Các flavonoid như catechin, epicatechin, cyanidin và denphidin, pelargonidin và quercetin có tác dụng bảo vệ tế bào không bị tổn thương bởi gốc tự do, có khả năng chống độc, bảo vệ gan. Là thực phẩm có tính chống oxy hóa mạnh, các flavonoid như quercetin, cam-pyrrol, anthocyanin và axit ellagic đã tạo nên màu đỏ đậm cho trái mâm xôi. Bảo quản sơ chế chế biến, thời gian bảo quản 3 ngày nếu giữ lạnh. Chế biến tốt nhất là ăn tươi. Lưu ý chất phản dinh dưỡng, trái mâm xôi có nhiều oxalat cho nên người có sạn thận, loại sạn calcium oxalat nên hạn chế, không nên dùng. Đào hoa mận Hà Nội. Đặc tính dinh dưỡng của mận Hà Nội: giàu vitamin C, khá chất xơ, vitamin A, vitamin B2 và kali. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa, chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng, carotenoid như beta caroten, beta tryptophan, lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa rất là mạnh. Và flavonoid như catechin, epicatechin và quercetin có tác dụng ngăn chặn oxy hóa, bảo vệ tế bào, và phytosterol làm giảm cholesterol. Mận giàu chất chống oxy hóa, chứa các sắc tố màu flavonoid và phenolic gồm axit neoglycoproteinic và axit glycoproteinic và axit catechin. Những sắc tố màu này cùng với vitamin C có nhiều trong mận, cung cấp sự bảo vệ chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào. Bảo quản và sơ chế chế biến như sau. Thời gian bảo quản là 10 ngày và nếu giữ lạnh nên bảo quản lạnh khi đã chín, và chế biến tốt nhất là ăn tươi. Bây giờ ta qua phần trái mơ và đặc tính dinh dưỡng của trái mơ. Trái mơ rất là giàu vitamin A, giàu vitamin C. Khi mà nó có khá về, khi ta ăn trái mơ thì nó có khá về chất xơ, tryptophan và kali. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa ở trong trái mơ đó là nguồn giàu sắc tố màu carotenoid như beta caroten, beta tryptophan, bảo vệ tế bào không bị tổn thương bởi gốc tự do. Ngoài ra còn có carotenoid như alpha caroten, lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh, và flavonoid như catechin, epicatechin và quercetin có tác dụng ngăn chặn oxy hóa xảy ra, và phytosterol làm giảm cholesterol máu. Bảo quản sơ chế chế biến: bảo quản lạnh sau khi chín, thời gian bảo quản 3 ngày nếu giữ lạnh. Chế biến tốt nhất là dùng tươi. Ta qua phần nho Mỹ đỏ và đặc tính dinh dưỡng của nho Mỹ đỏ: rất là giàu mangan, khá vitamin C, vitamin B1, vitamin B6 và kali. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc, phòng chống lão hóa,
Nó chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng carotenoa như alpha caroten, beta caroten, lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh. Bảo quản và sơ chế, thời gian bảo quản 5 ngày nếu giữ lạnh, và chế biến tốt nhất là dùng tươi. Tạo hóa táo Mỹ và đặc tính dinh dưỡng của táo Mỹ. Táo Mỹ mà khá chất xơ và vitamin C, thành phần đặc biệt tham gia giải độc phòng chống lão hóa của táo Mỹ đó là chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng carotenoa như beta caroten, beta cryptoxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh, flavonoid như catechin, epicatechin và quercetin có tác dụng bảo vệ để tế bào không bị tấn công bởi gốc tự do, và phytosterol có khả năng làm giảm cholesterol máu. Táo đặc biệt giàu chất chống oxy hóa gồm có flavonoid, phenolic và vitamin C. Bảo quản và sơ chế biến, thời gian bảo quản 1 tuần nếu giữ lạnh, và chế biến tốt nhất là ăn tươi. Tạo hóa chải thơm là đặc tính dinh dưỡng của chải thơm. Chải thơm nó rất là giàu vitamin C, mangan, khá chất xơ, vitamin B1, vitamin B6 và đồng. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc phòng chống lão hóa của thơm, nó chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng carotenoid như beta caroten là chất chống oxy hóa mạnh, là nguồn dồi dào mangan cũng như vitamin C, là những chất chống oxy hóa rất là mạnh, bảo vệ tế bào không bị tấn công bởi gốc tự do. Bảo quản và sơ chế, chế biến, thời gian bảo quản 3 ngày nếu để ở ngoài, 5 ngày nếu giữ lạnh, và sơ chế là chúng ta bỏ vỏ, và chế biến tốt nhất là dùng tươi, ăn tươi. Đó là những ta qua phần trái Việt Quốc luôn. Blueberry đặc tính dinh dưỡng là giàu chất xơ, vitamin C và mangan, khá vitamin E. Thành phần đặc biệt tham gia giải độc phòng chống lão hóa, chứa nhiều sắc tố màu dinh dưỡng carotenoid như beta caroten, lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh. Các flavonoids như epicatechin, cyanidin, denphidin, manvidin, myrick, tyrosine, peonidin, petonidin và quercetin có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa, bảo vệ tế bào không bị tổn thương bởi gốc tự do. Nhiều đặc tính dinh dưỡng có trong trái Việt Quất như anthocyanidin, các flavonoids tạo nên màu xanh đậm cùng với vitamin C, resveratrol acid ellagic là những chất chống oxy hóa mạnh. Bảo quản, sơ chế, chế biến, bảo quản thời gian 3 ngày nếu giữ lạnh, chế biến tốt nhất là ăn tươi. Lưu ý chất phản dinh dưỡng của trái Việt Quất blueberry. Việt Quất có nhiều oxalat cho nên người có sạn thận, loại sạn calcium oxalat nên hạn chế, không nên dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúc các bạn sức khỏe. Ai chưa đăng ký nhớ nhấn đăng ký để nhận được nhiều video mới, và like vì nó là miễn phí. Cảm ơn các bạn.